Nếu các bạn đang cần tìm mua tài khoản FIFA Online 4, đừng quên ghé qua mua nick apple4.com. Shop bán nick FIFA Online 4 uy tín, giá rẻ và đặc biệt nhanh chóng với hệ thống hoàn toàn tự động. Truy cập ngay để đi chợ và đừng bỏ qua kèo thử vận may 100k, cơ hội sở hữu nick khủng chỉ có duy nhất trên mua nick apple4.com. Hello, hello, chào các bạn. Buổi tối hôm nay thì mình rất là háo hức muốn test con game mới. Mới download xong chiều nay. Hy vọng là nó vào rồi. Ok, chính xác là vào rồi. 11 giờ tối theo giờ Hồng Kông. Quên, theo giờ Việt Nam thì sẽ là 0 giờ của giờ Hồng Kông. Và như vậy là chính thức PES 2020 ra bản full trên digital. Nó ngon quá. Vào thời điểm vừa vào game luôn. Đây bản full rồi. Nhưng mà mình đang chơi trên PS4. Rồi. Vào tắt nhạc trong game đã. Tải file option chỉ nào tên đội á. Họ đéo cần. Tôi là một người chơi chạy bằng cái này, sút bằng cái này, standard. Và game mới ra phải test phát. Nãy giờ chưa làm gì cả. Chọn vị trí của chúng ta không Thái Lan, không không Việt Nam, thôi mình vẫn cứ chọn đây. Phải bấm vào hết thì nó mới cho mình bấm ok. Độ phân giải của cái ảnh của chú Pianic có vẻ không được cao lắm. Pet có nói rằng là game này có lên đến độ phân giải 4K. Nhưng mà mình thấy ngay ở chế độ Full HD thì nó cũng đã không đẹp lắm. Ôi giời, quá nhiều thứ. Đọc này lúc nào. Thôi, em còn đọc đâu. Mình sẽ phải vào setting, tắt tắt âm thanh, tắt nhạc trước. Ok rồi. Welcome to PES 20. Bây giờ thì PES đã đổi tên thành eFootball Pro Evolution Soccer. Một tựa game mà đã football lại còn soccer. Sự nhấn mạnh rất là khủng khiếp. Mang cả hơi hướng tiếng Anh và cả hơi hướng tiếng Mỹ. Đây ạ. Welcome. Why not kick off? Đéo. Server ở đâu nhỉ? Quick match. Online division. Mình sẽ vào mình đá xếp hạng. Trình độ bá đạo cần phải đá xếp hạng thì mới trau dồi được. Hay đấy. Go to next match thôi. Không cho tôi chọn đội à? Đây rồi. Jupiter League. Năm nay thì PES mới có bản quyền của thêm Juventus. Một câu bộ rất mạnh. Nên lấy Juve luôn. Đá CR bưởi. CR bưởi trong game. Wide rating rank no making. Network no making. Berlin. Bad support liver. Confirm. Mình sẽ không đặt một cái tiêu chuẩn nào cả. View. Úi giời ơi, Ecano Việt Nam gặp ngay người Việt. Tuyệt vời. Hello anh em đặt rông. Thấy chữ VN là tôi biết ngay người Việt rồi. Tuyệt vời quá. Cái gì vậy? Bật phong độ ở đâu ta? Đây rồi. Man du kích à? Man du kích ra đây bác ơi. Bé này đé chi. Phong độ cứng. Vào đi cô.
Đi Ba La. Ba La đá cái đéo gì, nó có thể không, nó có thể hay nhưng mà mình đã không thích mà nó cho đá. Cái gì đây? Bentalet. Bentalet, em giải can đâu rồi, em giải can cao to. Úi giời, Khedira này, mẹ cho bà. Ramsey đâu? Chưa có Ramsey rồi, chưa có Ramsey. Rồi rồi, em giải can tí nữa là xong. Chiến thuật không cần xin nhiều vì mình đã hiểu gì về chiến thuật đâu. Cảm ơn Đăng Khoa nha. Kính chào các bạn. Lần đầu tiên đến với kênh hoặc là những người đã xem kênh từ lâu rồi. Sự ủng hộ các bạn cũng là điều rất là quý báu ở thời điểm này. 11 giờ tối rồi. Trời, ngân với trả Yeah. Có nên đá cái camera này không ta? Khedira. Yannick Matuidi nhìn không thể đen hơn. Các bạn xem kênh có rõ không ạ? Sân vận động có vẻ như màu nó đã nhạt hơn so với lại bản demo. Xe là bưởi. Hugo Lloris không mấy khó khăn. À, đội bạn chọn Pháp. Pháp là một team rất mạnh đây, nhà đương kim vô địch thế giới. Tôi cũng đoán vậy thôi nhưng mà chưa biết trong game này xem chỉ số như nào. Trong PES thì có 29 chỉ số thành phần. Đúng là con số rất nhiều. Mà hiểu được nó thì chắc cũng phải vài buổi. Alexandro Chiellini. Lùa bóng đi ông ơi, lên lùa đấy. Người Việt với nhau cả, lên lùa đấy. Pjanic. And here's Douglas Costa. He's come through and he's had a quick look. Oh, save man. Oh, they could break here. Mbappé nó chạy kìa. Con gì đây? Con Kanté nó chạy cũng chả kém Mbappé cả. Úi giời ơi, may quá. Hao Cancelo chưa chuyển sang Man City. CR bưởi. Một đường chọc khe. À, không được. Breaks on here. Oh, that's clearly not what he wanted to do. Cánh rất thoáng. Ôi giời. Hai độ chính xác của những đường truyền trong tư thế khó có vẻ là không chuẩn lắm. Antoine Griezmann tóc như cái đụn rơm. Mình đường chuyền đây rồi, Ronaldo bên trong. Đù, sao lại chuyển như vậy? Đô la Cota. Mbappe của đội bạn cứ cầm một quả bóng và nhìn nó rất là mướt, nó dốc nhanh thật. Không biết Ronaldo bên này thế nào. Ronaldo chưa có khoảng trống để thể hiện tốc độ. Khi đi dâm thì là chạy những bước chạy rất cục mình, nhưng mà đường truyền của em là rất tốt đấy. Quẩy skill nào Thành ơi. Ronaldo ơi, đẹp mẹ. Ronaldo sút quả thứ hai rồi, bóng nó vẫn như quả đầu tiên, chả khác gì. Cristiano Ronaldo. Tôi quen bấm cái nút đè C bên FIFA, thành ra là nó lại cứ thành manual control. Ơ đẹp. Mẹ bóng ở bên này, tớ ở bên kia. Xong. Tốc độ đang hơi nhanh so với cái tốc độ thuộc nút của mình. And here's Giroud. Hay quá Chế Linh. Chế Linh chơi một trận bóng như bản tình ca nhẹ nhàng của anh vậy. Ronaldo không được à? Lloris chầm hấp à? Chầm hấp này Lloris này. Vào! Tại sao lại cho thủ môn ra tình huống như vậy? Tại sao là tại sao? Chắc có mỗi mình Lloris hiểu thôi. Kệ mẹ Lloris đi. Tỷ số là 1-0. Hay quá nhở. Pjanic có pha xử lý rất kỹ viện.
Hết hiệp 1. Hay đấy. Trời, cầm bóng tận 61%. Cái này mà ở bên FIFA Online là sẽ bị chụp ảnh bóc phốt câu giờ rồi đấy. Nhưng ở bên này là PES. Có lẽ cái việc là cầm bóng nhiều không ảnh hưởng lắm. Không nên chuyển những đường chuyền khó như vậy. Hay quá. Giroud lẽ ra anh nên tâng bóng lên rồi đánh đầu. Chứ ai lại sút chân như vậy. Sở trường đâu. Mục tiêu năm nay tham gia cộng đồng PES của mình đó là đánh bại thành mù. Ủa, thủ môn bên mình hay thế. Cuốt dây Szczęsny. Khi còn ở Roma thì Szczęsny đã tiễn Alisson Becker lên hàng ghế dự bị. Chuyển sang Juve thì Buffon phải dự bị cho Szczęsny. Vậy Szczęsny hiện tại là thủ môn hay nhất thế giới. Những cái gì mà anh thể hiện trong trận đấu này nó cũng chứng minh điều đó. Pogba. Cho thằng Giroud ra ngoài đi. Douglas Costa. Gọi Benzema về quay clip cho nó nét. Khê đi ra. Úi dồi, cái đường. Trọng tài đứa chả hiểu gì bóng đá cả. Quả đấy mà thổi. Không hiểu gì về bóng đá cũng đi làm trọng tài. Rất kỳ lạ. Ồ. Sao Cancelo. Tương đối chóng vánh, pha dứt điểm cây đi nào. Bóng đi ăn quá nhiều mà trong. Sự đẹp trai ở cây đi ra không giúp gì cho anh trong tình huống này. Chế Linh. Chế Linh có pha đè mông rất tốt đối với Giroud. Sao giống bóng nhựa thế anh? Cái này là bóng điện tử em ơi. Ô từ sau á, mày thế. Chipu có tình huống dứt điểm thứ tư trong trận đấu ngày hôm nay. Kết quả cũng vẫn như lần đầu. Vẫn là anh ấy. Chứng tỏ Giroud đá rất hay. Tội khả năng dứt điểm của anh đang còn gặp vấn đề đó. Nút này không quen, cái nút đảo skill mình bấm nó không quen. Thủ môn số 1 thế giới Wojciech Szczęsny. Khi anh còn ở Arsenal thì anh cũng là cầu thủ môn có phản rất là tốt. Nhưng vấn đề của Szczęsny đó là anh ok đẹp mè đang khen. Từ từ đã. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Chúng ta đang nói đến phong độ của Szczęsny ở Arsenal. Thời đấy thì Szczęsny có một người đỡ đầu là một mafia người Ba Lan. Chơi rất thân với cả mafia Nga. Những cái trận đấu của Szczęsny thường bị nghi ngờ. Đó là anh cố tình tạo ra những tình huống bán độ. Cái này thì cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Sang Juve chắc đỡ hơn. Mbappe. What's Dembele? Looks to clip it forward, and he's there to cut it out. Look, this can still go either way. Hey, này. Từ từ. Đội bạn đã bắt đầu phát hiện ra mình không biết đá rồi. Hoặc đội bạn đổi người đá. Chắc đội bạn đổi người đá đấy. Rất dễ là một anh em nào đó, mấy anh em nào đấy ngồi ở quán game chờ đến thời điểm này hiệp 1 rồi ông Nga đá. Đá tôi thua sấp mặt. Chuyển sang hiệp 2 đổi ông B vào. Lối đá nó thay đổi nhiều quá. Ronaldo. Đô. Cái đế gì theo. Quả người rất tốt của Đô. Cú sút cũng rất căng. Đứng đấy không đỡ được đâu. Ra chỗ khác đi người ơi. Bé này đé chi. Không được.
Alessandro, Khedira. Rồi. Alessandro. Khedira who has made his impact already. Cancelo ở giữa là người mất bóng rồi. Xong rồi. There's still a chance for one last fling. Quá. Hiểu hẳn. Just lacked a decent finish. Added time. Hay quá nhỉ, Ronaldo. Đó, ôi. Làm sao để qua được người những tình huống như vậy nhỉ? Bấm skill như thế nào? Trận đấu hòa một cách rất tức tưởi đối với Juve khi mà ngôi sao sáng nhất của họ, xin lỗi, không phải sáng nhất, mà ngôi sao fame to nhất, Ronaldo, chưa làm được cái gì cả. Người ghi bàn thắng duy nhất dành cho bà đập già đó là Khedira, tình huống gôn trống sở trường. Cầm bóng tới 59%. Juve, vẫn là Juve đi. Nốt một trận nữa, sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang những cái đội bóng khác. Đây Nimo 19 cùng hạng này, hai ông đều 400. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. Ôi dồi ôi. Và lúc nãy là chúng ta đá ở sân vận động của Juventus thì màu sắc nó khá là thoải mái. Đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta đang được chơi trên sân vận động của PSG. Màu sân rất thâm. Tôi nhận thấy có một chút delay hơn so với trận đấu trước đó. Có lẽ đối thủ trận này ở nước ngoài rồi. Nó không sao cả. Làm gì làm đi ông ơi. Đừng tưởng người ta không biết đá. Mặc dù là đúng không biết đá thật. Pjanic. Matuidi. Dybala này. Không được. Sút có vẻ khó. Tạt bóng ngược. Pjanic. Ronaldo. Cross the field it goes. Cristiano Ronaldo. Ôi. Quá dễ mất. Munier là một hậu vệ khá cao. Lỗi rồi. Bật chat box anh ơi. Ok em. Ok em sẽ bật. Chat box à? Nãy giờ anh không bật chat à? Xong. Không ăn được đâu. Châm bóng bổng cái. Châm bóng bổng đi người. Ý chết. Đáng sợ thật. Chà. Tình huống ở cái góc quay gọi là quay cận cảnh nó cũng khá đẹp. Ôi. Chuyền ghê vậy. Neymar pha xử lý. À đù. Neymar đã làm hết tất cả để ra đi. Nhưng điều đó không xảy ra. Mình không thuộc skill để mà quẩy nữa. Đây rồi, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Lovely bit of skill. Sút. Lại là Khedira, lại là anh đây. Hay không bằng hên. Tình huống dứt điểm Khedira thuộc cái loại khó như Subasa rồi. Anh ghi bàn và phá bóng gấp khúc. Cú dứt điểm hình số 7 theo đúng thần tượng. Xe giờ bưởi. Cú sút hình số 7. Bóng đá cùng lực Subasa. Bạn nào đã từng chơi trên hệ máy Nintendo chắc còn nhớ. Đường truyền của Mandzukic dành cho Dybala. Các bạn liên tục sử dụng những tình huống châu bò. Sút! Vẫn không vào. Cancelo! Vẫn đéo vào.
Mandzukic à, anh đã bị việt vị, thành ra là anh không sút nữa. Hay quá, và trận đấu kết thúc với phần thắng là 1-0 nghiêng về phía Khedira. Tuyệt vời. Barcelona, Barcelona cũng có một cái chỉ số rất là mạnh ấy. Joker for life 1991. Oa. 600 điểm à. Sân vận động Camp Nou. Chào lửa nhìn rất đẹp. Và chúng ta đang ở trong màu áo vàng cứt, đối đầu với màu áo Caro Arthur, tên một vị vua. Tương truyền rằng thì Arthur, vua Arthur chính là người đã sở hữu thanh kiếm địa đàng. Trời, dễ dẻo thế. Ý chết. Messi. Messi qua người. Không được rồi. Lại một tình huống phạm lỗi. Chúng ta có lồn nền Messi đứng trước chờ đá phạt. Và đây sẽ là pha dứt điểm như thế nào đây? Không biết là Pep sút bao nhiêu cây là đủ. Mình sẽ sút khoảng 2/3. Không được rồi, bóng đi vỡ mặt Gerard Piqué. Cầu thủ trong này nó auto đấm rồi, tôi không phải bấm thêm cái nút gì cả. Cứ kè kè vào người nó tự đấm thôi. Khá đơn giản. Là như là... Oh, sệt men. No. No. Việt vị đi chứ. Như vậy là đã có bàn thắng. Và lơ là. Nhân lúc mình đang đọc comment thì đối thủ đã tận dụng được cơ hội. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. Rakitic. Messi. Những pha phối hợp đúng là Barcelona. Bàn bật tam giác hay là tứ giác gì đó mình cũng không rõ nữa. Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng đã là bàn thắng. Rakitic. Không được. Game này sút xa khó thật. Mình thấy sút xa nãy giờ chưa quả nào vào. Rakitic. And here's Messi. Suarez. Trời ơi, bàn thắng. Sau những tình huống bàn bật chóng mặt thì Suarez cũng đã có bàn thắng. Và dứt điểm trong vòng cấm. Game này đúng là sút ngoài vòng thì rất khó, nhưng mà vào trong vòng cấm bấm nó khá dễ vào. Thế mà mình không biết. Thế này những cái đội bóng có khả năng bàn bật tốt thì sẽ là có lợi hơn. Xong rồi. Ăn mừng chưa thì tay gang mấy bạn lại ghi bàn. Ôi ôi, muốn kết mất bóng. Quá. Bạn định chuyển khó. Xong rồi. Mẹ đánh đầu kìa. Hay vồn. Bù giờ 2 phút rồi, bây giờ các chú còn đứng ở sân nhà này. Tút quả bóng lên. Messi đánh đầu. Quá khổ. Thua rồi. Trận đấu mà lẽ ra chúng ta phải giành được một kết quả có lợi. Chuyền gấp 3 lần đội bạn. Rồi mình sẽ sang với MU. Manchester United. Alexis Sanchez. MU bàn này toang à.
À, mình hoàn toàn có thể chọn đội tuyển quốc gia, đá Pháp được. Pháp có cái máy chạy, thậm chí hai cái máy chạy, đúng không nhỉ? So perfect blue skies, Sơn động Old almost no Trafford. wind, beautiful sunshine. These are indeed conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the Lukaku. best days of the footballing calendar, and it has added to a really good challenge. He just stood firm. Shaw. Juan Mata. Here's Martial. What a real chance. Trời ơi, Lukaku dứt điểm nó gọi tinh tế vãi nồi. Yeah. Sao dứt điểm Lukaku phải gọi là đỉnh cao. Không cần làm gì nhiều cả. Anh đứng quay đít lại với gôn, sau đó là pha dứt điểm mắt lác. Lukaku tung chân chậm quá. Anything between the sides. The score is one. Lukaku! Cú dứt điểm bằng chân phải cũng hay như chân trái vậy. Người tròn trùng trục như con lợn. Dứt điểm cái pha kìa. Sẽ đỉnh vãi nồi. Trời, trong tình huống ăn mừng thì Juan Mata cao hơn cả Lukaku, đéo hiểu. Vãi game. Juan Mata lúc ăn mừng tự nhiên anh biến thành khổng lồ. Anh to hơn cả Lukaku luôn. Chắc mới làm hai cốc sữa Nutifood. Server PS4 nó tốt hơn mà. Chơi PES với FIFA truyền thống mà chơi PC thì nó lag hơn nhiều. Và ai càng ngang qua háng Smalling. Em nói thật, đéo đỡ được. Em đứng như thế rồi mà nó vẫn chuyển qua háng. Thì em lạy anh Smalling luôn. Này, em bắt bài phải gọi là ở cái trình độ cao rồi đấy. Này, trời ơi, đứng chỗ cả chặn Pasilan chuẩn chưa? Đệt mẹ, nó chuyển qua háng. Tình huống hậu vệ rất toang và mất bóng của Nemanja Matic. Quá cứng và chậm chạp. Lukaku. Hay quá Ashley Young. Young. Sút và Aylin. Nhưng sau đó là pha dứt điểm của Nemanja Matic. Một pha sút bừa đá bồi. I doubt he'll score too many, which come easier than that, Peter. But just look at his movement. He knew instinctively that. Bắt lấy nó. Đéo hiểu. And in it goes. Just one goal in it now. Game on. Đéo hiểu. Beautifully dispatched. There was no reaching that. Đội bạn dê bóng và dứt điểm dễ vãi nồi. Sự can thiệp của các hậu vệ MU gần như là không có. Lúc sỏ. Tích ơi là tích. Nào bây giờ ngoài đời anh dự bị. Chuyển chán vãi. Mở cánh rồi. Tôi cũng biết là hở đấy chứ. Nhưng mà hậu vệ không thể lùa được thằng Aguero. Raheem Sterling. Sterling. Anh lại có một bàn thắng nữa. Phong độ rất cao của Man City. Cũng có đường chuyền chính xác. Cự ly ngắn lẫn cự ly dài. Hàng phòng ngự quá toang với một hàng tiền vệ giờ hơi cắm lợn. Sterling. Mahrez. He's had a goal. Vãi nồi. He scores. Hàng hậu vệ của chúng ta đéo biết làm cái gì nữa. Dỗi vãi lìn. His position was perfect. The invitation was there. Smalling anh làm gì vậy? His response absolutely awaited. Thằng Aguero nó cứ chạy bên mình chả thằng nào luôn. That is terrific skill. Xong rồi. Mahrez. Tries a shot.
Bàn thắng thứ 5 của đội bạn. Một sự bất lực. However, credit where it's due. It's still a finish from a tight spot. Well, that has changed the dynamic somewhat. Đề nghị mua ngay mẹ Harry Maguire về. Đây rồi. Hat-trick dành cho Lukaku. Và anh ăn mừng để khuấy động không khí các khán giả trên sân vận động Old Trafford. Hãy nhiệt tình cổ vũ cho các chàng trai MU đi nào. Còn Mata lại một lần nữa cho thấy sự khổng lồ của mình. Anh gái to vãi cả nồi. Bạn đang cầm bóng rất khó chịu. Mó Linh. Hay quá Linh ơi. Ôi rồi vãi Linh. Hết giờ. Trận thua tiếp theo. Trời ơi. Mọi người quá giờ. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé. Hôm nay là buổi đầu tiên trải nghiệm PES, cảm giác là hơi toang. Thôi nhưng không sao, mọi thứ vẫn đang khá là vui. Mình sẽ đi ngủ và không câu sức anh em thêm nữa. Chúc anh em ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream tiếp theo nha.